Thanh Đức đang có mặt tại khu du lịch Tràng An, một trong những cái địa điểm danh thắng của tỉnh Ninh Bình. Và khu du lịch Tràng An này đã được thế giới công nhận là di sản văn hóa thế giới. Đừng vào đi, vào đây. Mày cũng vào đi nữa đi. Vào đây. Kiểu như nào rồi? Thêm cái tàu lá chuối vào. Thêm tàu lá chuối được kiểu gì? Ngồi xuống. Như này được không? Được. Chân thì ngắn. Ờ thì tao ngồi. À thì tao ngồi nhá. Ừ, ngồi về xuống. Nhanh rửa tay. Để chân như này được không? Tí nữa gọi. Cho xem nào, cho xem nào. Anh Tấn. Nhiều giá. Nhiều giá đúng không? Cho xem nào. Anh gọi lại người gọi đi. Em vừa tắt đấy. Mẹ chị chùa. Dạ mang. Quần thể danh thắng Tràng An nằm tại Tràng An thuộc huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 100 km đi về phía nam. Từ thành phố Ninh Bình chúng ta sẽ rẽ về Hoa Lư, và bắt đầu khi các bạn nhìn thấy chiếc cổng chào ba cánh cổng này thì chúng ta đã bắt đầu vào đến địa phận Tràng An thuộc huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Được mở kiếm tiền rồi đấy. Từ Tết rồi là được 13 đô rồi. Mới có 1.000 thì nó có hết, thì nó vẫn ngọc mà khéo nói cho nên chương trình MC đấy. Cùng với Thạch Được chiêm ngưỡng cái cung đường đi tới khu du lịch quần thể sinh thái Tràng An, Ninh Bình. Khung cảnh bên đường rất là sạch và đẹp, có những hàng cây xanh, những núi đá vôi hùng vĩ. Thật tuyệt vời nếu như chúng ta và cùng gia đình, người thân mà đến Tràng An và trong những cái dịp đầu xuân như này. Cây cối đang ươm mình nảy lộc, hoa lá nảy lở sinh sôi. Vậy là chúng ta đã đến khu đậu xe để bắt đầu vào mua vé tại Tràng An.
Em bắt đầu vào bãi xe rồi anh ơi. Chẳng ăn. Thanh Đức đang có mặt tại khu du lịch Tràng An, một trong những cái địa điểm danh thắng của tỉnh Ninh Bình. Và khu du lịch Tràng An này được thế giới công nhận là di sản văn hóa thế giới. Để tham quan khu du lịch Tràng An thì chúng ta bắt buộc phải mua vé đi thuyền. Và khách hàng với những vé người cao trên 1m3 là giá vé người lớn. Giá vé người lớn là 250.000 Việt Nam đồng một người. Giá vé cho trẻ em từ 1m đến 1m3 là 120.000 Việt Nam đồng một người. Và trẻ em cao dưới 1m thì được miễn phí. Với các bác, cô chú có tuổi trên 60 tuổi thì chúng ta sẽ mang theo cái chứng minh thư để đưa cho nhân viên bán vé. Và họ sẽ bán cho chúng ta cái vé được giảm giá. Với những người cao tuổi trên 60 thì giá vé sẽ bằng giá vé trẻ em, là 120.000 Việt Nam đồng một người. Nếu các bạn, quý vị và các bạn có điều kiện, chúng ta lên đến Tràng An, Ninh Bình tham quan thăm thú một lần. Cảnh rất là nên thơ trữ tình. Chúc anh năm mới sức khỏe. Vâng, em cảm ơn anh nhá. Vâng, con chào chú. Tràng An được mệnh danh là cái khu du lịch sinh thái cũng sinh quyển của không chỉ ở Việt Nam mà còn cả trên thế giới. Có thể ví Tràng An là một trong những điểm mà được gọi là Vịnh Hạ Long trên cạn. Quên nãy em cởi cái áo này ra, không khí nó nó đập chân nó hơi lạnh. Đấy.
đấy chị bảo quyền. Cầm vé tay, cầm vé vé bố, vé vé. À, về vé thì vé sẽ là giá của người lớn là 250.000 và với trẻ nhỏ dưới 6 tuổi và các bác trên 60 thì sẽ được giảm giá. Thì chúng ta sẽ ra quầy vé và mang theo chứng minh thư nếu mà những các bác nào trên 60 tuổi. Còn giá vé người lớn là 250.000 cho một chuyến đò tham quan. Và người lớn trên 60 tuổi là 130 và trẻ nhỏ cũng vậy. Mình bao nhiêu người ấy, chị ơi? 14 người ạ. 14 người, mình di chuyển ra xuống 3 thuyền nhá. 2 thuyền 5, 1 thuyền 4. Ai ơi, tôi cho xuống. Chào cô đi, chợ ông bà chú bác đi nào. Mình xuống rồi, đây 5 người vừa đòi. Ông thuyền này là thuyền nhà mình đi, nhà mình đi. Thầy ơi, xe đâu, là một thuyền đâu. Có hai bác à? Hai bác lên đây chờ để đi. Mà bác ơi, bác áo đỏ thì lên đây. Có hai người lên đây đi. Lấy chưa? Đây. 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 Xuống tiếp thuyền kia đây. Xuống thuyền đi. Ba thuyền mà ở nhà. Ba thuyền, hai thuyền 5, 1 thuyền 4. Còn trẻ con thì không không tính. Đâu ạ? À? Em bên người đây mà. Đâu ra 7 người 1 2 3. Đứa trẻ con này. Thôi đều cùng cùng. Bây giờ đoàn người bác này bảo cho đi mẹ. Mỗi một lượt vé thì chúng ta sẽ chỉ được tham quan là một tuyến. Tại điểm du lịch sinh thái Tràng An thì sẽ được chia ra làm 3 tuyến. Tuyến số 1, tuyến số 2 và tuyến số 3. Để tham quan hết một tuyến thì chúng ta sẽ mất từ trung bình 3 tiếng rưỡi đến 4 tiếng rưỡi. Cái thời gian này thì nó sẽ phụ thuộc vào cái điểm dừng chân của du khách khi mà đến tại các cái địa điểm tâm linh. Và cũng mất thời gian chèo thuyền. Thì trung bình chúng ta sẽ mất từ 3 tiếng rưỡi cho đến 4 tiếng cho một tuyến hành trình. Ơi, Thành Được nhà mình sẽ đi tuyến nào đấy? Đọc ra một số cái gợi ý tuyến để nào? Khi các bạn đến Tràng An thì chúng ta sẽ có cái căn cứ để chúng ta đi. Tuyến số 1. Tuyến số 1, quý khách đi tham quan 3 điểm tâm linh và 9 hang động theo một vòng tròn khép kín để khám phá hang Kỳ, đá Lạ và tìm hiểu về lịch sử của triều đại nhà Đinh qua các di tích truyền thuyết về hang nấu rượu, đền Trình, phủ Khống, vân vân. Và đặc biệt là đền Trần, trái tim của di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Tóm tắt hành trình tuyến 1, bến thuyền, đền Trình, hang tối, hang sáng,
Khổng, chùa Báo Hiếu, hang Khổng, hang Trần, hang Quy Hậu và cuối cùng là quay về bến thuyền. Theo tuyến tham quan số 1, du khách sẽ được đi thuyền qua 9 hang động và 3 điểm tâm linh theo lộ trình khép kín. Đền Trình, Tràng An tuyến 1 là điểm đến đầu tiên trong tuyến tham quan. Trình có nghĩa là trình diện, đền trình cổ hay còn gọi là phủ đột. Kinh công đi rồi. Có cách đây hơn 1.000 năm. Xây theo hình chữ đinh. Qua nhiều lần tu sửa, hiện đền thờ tứ trụ triều đình. Nhà đinh là ngoại giáp đinh Tiền, Định Quốc công Nguyễn Bặc, đô hộ phủ sử Lưu Cơ và Trịnh Tú. Đây là 4 vị công thần cùng với vua Đinh Tiên Hoàng đã dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước, lập nên nước Đại Cồ Việt. Phía trước đền trình thì sẽ có 2 con cá chép đá rất là lớn, và phía dưới thì được nuôi cá chép do những người trông coi đền cho ăn thường xuyên và chăm sóc. Cái điểm tiếp theo mà ở Tràng An tuyến số 1 là hang Tối. Từ hang Tối chúng ta sẽ sang hang Sáng và tới hang Nấu Rượu. Hang Nấu Rượu là một hang động khá rộng, có chiều dài 250m. Hang Nấu Rượu gắn liền với câu chuyện thời xa xưa. Tương truyền trong hang có mạch nước ngầm sâu hơn 10m, lối ra khu vực cố đô Hoa Lư. Xưa kia được các bậc tiền bối vào đây lấy nước nấu rượu tiến vua. Hiện tại trong hang có nhiều chum vại được phục dựng giống vật dụng đựng rượu ngày trước. Khi tham quan xong hang rượu thì chúng ta sẽ đến đền Trần. Vượt qua 365 bậc đá, quý khách sẽ tới đền Trần, hay còn gọi là đền Nội Lâm, nằm ở trung tâm quần thể danh thắng Tràng An. Đền Trần thờ Thánh Quý Minh Đại Vương và phu nhân của ông. Đền Trần là ngôi đền rất là linh thiêng và được xây dựng từ thời nhà Đinh. Tại đền còn có 4 cột đá hàng trăm năm tuổi được chạm khắc tinh xảo. Và từ đền Trần chúng ta sẽ ra hang Ba Giọt, sau đó ra hang Xeo, hang Sơn Dương và phủ Khống, tức là chùa Báo Hiếu. Từ chùa Báo Hiếu sang đến hang Khống cùng mấy tuyến Tràng An số 1 và hang Trần, hang Quy Hậu, và sau đó chúng ta sẽ quay trở về bến thuyền, kết thúc hành trình tham quan tuyến số 1. Tiếp theo là tuyến số 2. Tuyến số 2 với 4 hang động, hang Lãm,
hàng vạn, hàng thánh trượt, hàng đại và ba điểm tâm linh là đền Trình, đền Suối Tiên và cụm tâm linh đặc biệt hành cung Vũ Lâm. À, từ đó ngược dòng lịch sử tìm hiểu về lịch sử của triều đại nhà Trần tại hành cung Vũ Lâm. Thì cuối cùng sẽ đi qua các nơi được làm bối cảnh trong bộ phim nổi tiếng thế giới King Kong từ tháng 7 năm 2019. Thì với cái điểm tham quan King Kong ấy, thì tất cả cái điểm này đã dừng hoạt động mà chỉ đi qua thôi. Chúng ta sẽ chỉ được ngắm cái điểm mà tham quan King Kong, bối cảnh làm phim trong bộ phim nổi tiếng thế giới phần 2 King Kong Shark Island, bắt đầu là năm 2019 từ tháng 7. Thì chúng ta chỉ đi thuyền để ngắm qua cái bối cảnh làm phim này thôi và sẽ không được đặt lên cái phim trường nữa. Tóm tắt hành trình tuyến số 2, bến thuyền qua hang Lấm, hang Vạn, hang Thánh Trượt, đền Suối Tiên, hang Đại, hành cung Vũ Lâm và sẽ đi qua cái bối cảnh làm phim King Kong, sau đó quay về bến thuyền. Thời gian của cái tuyến số 2 là từ 2 tiếng rưỡi cho đến 3 tiếng rưỡi, sẽ tùy theo thời gian mà chúng ta đi thuyền nhanh hay chậm và cái thời gian chúng ta dừng chân để tham quan các cái hang động cũng như là cái đền tâm linh. Tuyến số 2 thì chúng ta sẽ đưa mọi người qua 4 hang động và 3 điểm tâm linh theo lộ trình khép kín với thời gian khoảng 3 tiếng đồng hồ. Đầu tiên là hang Lấm Tràng An tuyến 2. Đây là địa điểm đầu tiên trong hành trình tuyến 2 Tràng An. Hang Lấm có chiều dài khoảng 60m và khi đi quyền qua hang Lấm sẽ sang khung Lấm có diện tích khoảng hơn 9.000m². Sau khi đi qua hang Lấm thì chúng ta sẽ đi qua đền Cao Sơn Tràng An tuyến số 2. Đền thờ thần Cao Sơn, thần núi, vị thánh thời Hùng Vương thứ 18 có công đánh quân Thục, Trị Thủy, phát triển sản xuất nông nghiệp. Ngôi đền được xây dựng, được trùng tu và tôn tạo vào năm 2017 tại khu vực gần đền Cao Sơn Cổ. Sau khi đi qua cái đền Cao Sơn thì chúng ta sẽ qua hang Vạn ở cái tuyến Tràng An số 2. Hang Vạn có độ dài khoảng 250m. Theo người dân địa phương thì tên Vạn xuất phát từ việc khi trèo thuyền qua hang sẽ tạo ra tiếng vang lớn. Hang Vạn nối liền thung Lã, thung Lấm và thung Áng Na. Đây này là phim trường của bộ phim King Kong. Trước thời điểm là tháng 7 năm 2019, anh được xin lỗi mọi người. Bắt đầu từ tháng 7 năm 2019 thì cái địa điểm phim trường của bộ phim King Kong đã dừng tiếp đón du khách. Do đó mà chúng ta chỉ có được ngồi thuyền để ngắm cái phim trường này thôi. Đi qua cái phim trường của bộ phim King Kong, chúng ta sẽ đến hành cung Vũ Lâm, Thủy Đình. Thủy Đình được xây dựng và tu tạo từ nhiều năm trước, bao quanh bởi những dãy núi đá vôi hùng vĩ. Ở Thủy Đình thường xuyên có các nghệ nhân biểu diễn những làn điệu dân ca quê hương phục vụ du khách. Khi mà các bạn có dịp đi qua mà đa phần ý, thì chúng ta sẽ gặp những cái làn điệu như là chèo này, hát văn này, hát sẩm này, ca cổ, cải lương này, hát tuồng này, thì sẽ được biểu diễn ở tại cái Thủy Đình. Và nếu như gặp may thì chúng ta sẽ xem được cả nghệ thuật múa rối nước, một cái nghệ thuật mà rất là đặc biệt mà chỉ Việt Nam có ở trên thế giới. Hơn nữa, về phía trước Thủy Đình có ngọn núi giống như chim phượng hoàng đang sải cánh bay về trời, một cái cảnh rất là đẹp. Sau khi đi qua Thủy Đình thì chúng ta sẽ đi sang hang Thánh Trượt, có độ dài khoảng 300m. Hang động này có hệ thống nhũ đá đẹp giống như những búp sen lung linh huyền ảo. Dân gian tương truyền rằng từ xa xưa có một vị thánh mải mê ngắm cảnh đẹp nơi đây nên trượt chân ngã xuống. Cái tên Thánh Trượt cũng được xuất phát từ đó. Sau khi đi qua hang Thánh Trượt thì các bạn sẽ đi qua núi Địa Linh, Tràng An tuyến số 2. Đứng sừng sững giữa mặt nước như tòa tháp bút, núi Địa Linh được mệnh danh như Vịnh Hạ Long trên cạn tại khu du lịch sinh thái Tràng An. Nơi đây phong cảnh hữu tình, non xanh nước biếc như tranh họa đồ. Ở trên mặt nước thì chúng ta sẽ thi thoảng thấy những chú le le, một là cái họ hàng rất là giống bìm bịp và cái dòng chim vịt trời. Le le thì thường bơi xung quanh cái mặt hồ, giải rác khắp cái khu du lịch hệ sinh thái Tràng An. Và khi mà tiếp cận với nhiều du khách thì những con chim ở đây nó rất là dạn người.
Bước qua núi Địa Linh thì chúng ta sẽ đến đền Suối Tiên. Ở đây đây thì thờ Thánh Quý Minh Đại Vương và phu nhân. Hàng năm vào đầu xuân, người dân mở hội Thánh Quý Minh Đại Vương rước kiệu trên sông, trăm thuyền nối đuôi xuyên 10 hang động vào Suối Tiên. Cầu mong cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, người người được hạnh phúc. Sau đó lái thuyền sẽ dẫn chúng ta qua hang đại dài 200m và đến hành cung Vũ Lâm. Ở hành cung Vũ Lâm là một trong cái điểm dừng chân của cái tuyến Tràng An số 2, là căn cứ quân sự của nhà Trần nằm trong vòng lõi của quần thể danh thắng Tràng An. Nơi đây từng là nơi các vua thời đầu nhà Trần lập căn cứ địa để củng cố lực lượng phản công, giải phóng Đại Việt trong cuộc kháng chiến đánh tan quân xâm lược Nguyên Mông lần thứ 2, lần thứ 3. Tại hành cung Vũ Lâm này thì nơi đây còn gắn liền với cái sự kiện các vua Trần xuất gia tu hành để mở mang Phật giáo. Khu vực hành cung bao gồm 7 đền thờ, gồm đền thờ các vị vua Trần, Đức Thánh Trần, chùa Khai Phúc, điện thờ Mẫu, đền thờ các bậc trung thần tướng sĩ triều nhà Đinh. Kết thúc hành trình tham quan các điểm tâm linh, du khách sẽ ngồi thuyền đi qua bến đảo Công, nơi trước kia được sử dụng làm bối cảnh quay bộ phim Công nổi tiếng. Và sau đó chúng ta sẽ quay trở lại cái bến thuyền xuất phát. Trước mặt quý vị và các bạn là tổng thể khu di tích đền Trình. Đặc trưng của đền Trình là có hai tượng đá Chú Cá Chép, Chùa Mặt Nguyệt. Và ở trước cửa đền thì có rất nhiều cá chép vàng được những bác trông coi đền, trông nom và chăm sóc. Trông con đấy mày nạ. Quý vị và các bạn hãy cùng với Thành được tham quan khu di tích tâm linh đền Trình. Đền Trình là điểm đến đầu tiên trong tuyến tham quan Tràng An số 3 và số 1. Trình có nghĩa là trình diện. Đền Trình cổ hay còn gọi là phủ đột, có cách đây hơn 1.000 năm, xây theo hình chữ đinh. Và qua nhiều lần tu sửa thì hiện đền thờ tứ trụ triều đình nhà Đinh là ngoại giáp Đinh Điền,
Định Quốc Công Nguyễn Bạc, Đô Hộ Phủ Sĩ Lưu Cơ và Trịnh Tú. Đây là bốn vị công thần cùng với vua Đinh Tiên Hoàng đã dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước, lập ra nước Đại Cồ Việt. Phía trước đền thì sẽ có hai con cá chép đá cỡ lớn, và phía dưới nước thì có rất nhiều cá chép được người trông coi đền, từ đền để cho ăn và chăm sóc thường xuyên. À, có ai chụp ảnh mà chọn cảnh đi à, xem như nào. Thế mày để ra chào mình không, đừng lái nó đập bên nọ bên kia đấy, vào hang mình không quen này. Cái hang này dài một cây số ấy. Nước chảy đá mòn ấy nhỉ. Đẹp không? Còn đây là nước chảy là tạo thành hình dáng.
Đang đi này vớ mà được bên kim cương nhỉ. Đỡ phải làm. Này mà cho Mỹ B-52 ném bom suốt ngày cũng không sập được. Tuấn kìa. Này. Không sợ. Ơ cái này mà nước mà lên thì đi làm sao được nhỉ. Bơm. Đúng rồi. Ở đây nè là nghĩa là lên xuống được rồi. Như bàn tay mà. Thành được đã tới lần này là Tràng An là lần thứ 2. Và lần đầu tiên Thành được đã đi qua cái tuyến số 2 là tức là cái tuyến đi qua đảo Kinh Công. Thì cái năm 2017 Thành được tới Tràng An thì lúc đó cái đảo Kinh Công thì vẫn đã mở cửa cho du khách tham quan. Và bắt đầu tháng 7 năm 2019 thì đảo Kinh Công đã đóng cửa. Và lần này thì Thành được cùng với gia đình và bạn bè chọn tuyến số 3. À, tuyến du lịch số 3 là tuyến mới nhất được đưa vào hoạt động cuối năm 2017, sở hữu hang động dài nhất và tất cả những khu sinh thái cùng các loại khác trong Ninh Bình. Du khách sẽ ngỡ ngàng trước hệ thống núi đá của hang mây kéo dài hơn 1.000 mét và người mẹ thiên nhiên đã gọt rũa qua hàng ngàn năm. Sau đó sẽ tìm về với di tích đền Suối Tiên, tìm hiểu về lịch sử, khám phá về cội nguồn với vị thánh quý Minh Đại Vương. Tóm tắt hành trình tuyến số 3 là bến thuyền, đền Trình, hang mây, Suối Tiên, hang Địa Linh, hang Đại, hành cung Vũ Lâm và phim Trường Công, làng Thổ Dân, sau đó quay về bến thuyền. Quý vị và các bạn đang được chiêm ngưỡng cái hang động dài nhất ở khu du lịch sinh thái Tràng An, dài 1.000 mét, tức là 1 cây số. Để đi hết hang động này thì chúng ta sẽ phải chèo thuyền và đi thuyền qua đây gần 1 tiếng đồng hồ. Tôi vẫn ngồi giữa mà ngồi cân mà. Tôi hang đột trong một tuyến Tràng An số 3 là hang động dài nhất Tràng An nói riêng và những khu du lịch sinh thái cùng các loại khác trong cái tỉnh Ninh Bình. Hang đột có chiều dài 1.000 mét với những nhũ đá lung linh huyền ảo.
giữa hai không để sập một được khu vực trần cao khoảng ông mang máy bay ông ném bom thoáng mát thì cả hạn nhân lái đò sẽ mất khoảng 30 phút để chèo thuyền đi chuyển qua hang. Các bạn đang được chiêm ngưỡng toàn bộ cái khung cảnh trong chiếc hang đột hang dài nhất cái địa điểm tham quan du lịch sinh thái Tràng An tuyến số 3 này. Trong hang thì rất là đẹp, tất cả mọi thứ thì đều được cấu tạo tự nhiên qua hàng triệu năm, hàng triệu năm nước mưa bào mòn thì đã tạo lên được cái khung cảnh như chúng ta đang nhìn thấy trong video. Sao dài nhất thế giới. Đẹp gì mệt mẹ. Ta leo núi mệt lắm. Nếu mà đi từ Nghệ An vào thì gần mà. Nghệ An ở Quảng Bình thì gần. Lăng Bác Hồ. Và thích hay không thôi nhỉ. Có ánh sáng, có cái đèn này à? Đều gần cái đèn. Cả những cái bình nước mình uống ấy, để ra sáng bắt làm rêu mọc đầy trong đây. Cái này rộng này. Tăng hơn đồ này à, được quanh hoặc này học lủi dưới này mà đi sao bà nó thủng ở nằm hôm nay nó không sập. Còn nặng hơn nhiều, đè cả con núi này nặng hơn nhiều, nước đây chảy bão. Như kiểu răng này. Hóa thạch kìa.
Trong ngoài rộng mà. Rộng ngoài là sao mà sắm ra một km đi này lâu vết này nhanh hơn đơm mình này. Mà ông bảo tưởng nào về Hà Lan nữa thì phải báo nó nếu mà sắp xếp. Nó tính không đường. Không, nó đi về đường khác, không đúng trùng đường vào đấy. Hoa Nư mình nhớ ngày xưa chẳng có cái gì. Chán à? Ra rồi. Nhìn ánh sáng rồi. Chắc không có chuyện gì khác đâu ngoài chuyện đấy đâu. Chắc anh lấy vợ đông đông vui thì chị em thì anh phải lấy vợ hết đi. Các chị em có đứa đi vui lắm chứ. Đấy thì vào cô ở dưới đấy xem có ai thế chồng đây. Đây mẹ đây xong rồi đây. Ơi ra rồi ra. Nhà số 2 là ngày xưa mẹ mình đi rồi đúng không? Kinh công ấy. Số 2 kinh công mà. Cái chỗ đấy bây giờ bỏ nó không có.
Các cái ảnh đấy mà mình hết sạch thì mất sạch rồi mẹ. Người da đỏ, người da đen đấy. Thổ dân. Trời nó. Không khí trong lành. Chim hót. Cái con kia là con nen nen đúng không? Nen nen này. Không khí này kiểu gì không nó phép ăn không? Không khí quan trọng là cái không khí. Không khí trong lành hết chấn đi. Mà nó sạch. Đưa về đất liền. Nước lủng này. Lấy cái bịch bóng. Đây, nhà này đây, không nhất à? Trồng rau, nuôi cá đúng không? Cá đây ăn đúng cái bài hát này. Cái gì mà trồng rau, bài hát gì con trò bắn này. Đây là phải ăn xuống này ăn được đấy. Sáng ra bờ suối tối vào hang. Đàn đá đấy là tranh vượt hót chim kêu suốt cả ngày. Đấy là bài của Hồ Chí Minh. Rồi Bác Bó. Nhưng mà thế này cũng đúng còn gì nữa. Bác Hồ thôi anh em mình thì không dịch được. À đi mình chỉ gọi là sáng ra bờ suối tối vào hang thôi. Nhưng ở trong này nếu mà nói đây thì buồn lắm, mình đang quen kia vào đây chắc nếu sao đấy như buồn như trong đến đó. Anh vào bây trong giờ... nàng neo ở trong nàng anh rể một tí mà ở một hôm mà cảm giác buồn hơn bao nhiêu. Bây giờ tao bây giờ chỉ cần thu cái điện thoại một ngày đi. Nó ra gì rồi. Hoặc là lúc nào mà mất mạng. Mất điện một lúc là như kiểu loạn lên. Ủa người không khí, hít cái không khí đây cũng đáng nhắn. Đúng không? Ừ, nó phải là đáng nhắn. Đây là một đường đó, đường đó. Có, có lại hang rồi. Đấy, lạnh không? Nhìn đẹp không? Lạnh không? Hùng vĩ không? Đúng không? Ôi trời ơi, lạnh, lạnh, lạnh. Chỗ này là có gió thổi. Hôm nay còn ít gió đấy. Nhà cái đợt mình đi nó còn làm, gió lồng lộng. Làm gì có gió? Hôm nay có, làm gì có một đợt có. Hôm nay không có. Hôm nay không có. Một lần mình đi, chỗ đoạn này sao cũng gió, ừ. Gió nó thổi. Đoạn này trước mình có đi đâu? Trước mình đi tuyến khác. Tuyến khác, khác hoàn toàn luôn. Cái tuyến đầu tiên là có cái tháp ở ở giữa sông. Ở đây không có. À, cái tuyến đầu tiên mình vào tuyến đấy luôn tôi bảo. Đúc à? Đúc bèo. Tí nữa là nãy đi nãy đi tìm sư phụ mình tăng. Đứng đằng kia đi học của mẹ ơi mẹ. Thằng kia được bố con thì lúc là bẹo bẹo. Bố con tên ma cũng khỏi mắt. Đúng. Bắp chày bây giờ bắp chày. Hàng Vân 400m. Mày này là nhân tạo rồi. Nhìn là biết nhân tạo rồi. Rễ cây này. Làm gì có sóng? Ở đây làm gì có sóng? Nước chính cho bao nhiêu rồi?
Đấy như kiểu đình ấy, đình con rể ông Tành ấy, cái quê đây đấy. Ê, mọi người mời các cái bà con ở Việt Kiều hoặc là trong nước có nhu cầu đi du lịch thì chúng ta lên đến địa điểm Tràng An và ủng hộ các bác. Các bác có công việc. Ở đây này có khoảng 3.000 thuyền thì sẽ chia nhau theo ca. Và những ngày về bình thường thì không phải ngày lễ hội, ngày Tết ấy, thì khách thì cũng không phải là đông. Nên là để mà hết được một ngày 3.000 thuyền ấy, thì cũng rất là khó. Do đó nên có khi cả tuần mới có được một chuyến. Trong đấy vẫn còn đất ấy. Ông ở đấy thì em ở đấy thôi không phải xui dại. Đưa đâu anh lại ga lăng thì sao? Đưa 1 triệu này, đưa 1 triệu này để ra cho mua quần áo. Anh cứ lấy đi, em mua quần áo cho anh khỏi. Không, không chơi, đưa 1 triệu này. Trong miền Nam suốt thì nhỉ? À vâng. Ở đây có người lớn cũng nhớ mà gọi trẻ con nữa mà hoảng là cái lúc mà chèo thuyền ấy là kiểu thuyền nó cứ xoay vòng 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 vòng. Nghĩ ngay thấy giống Yến rồi. Tôi lên nói mà cái việc mà như là anh vừa nó bị phải là đám cưới là cái đàn ông, bởi vì
em không hề biết được về gọi là cấy cấy đâu nha. May là gặp đúng nhà ba không cấy, gặp nhà anh cấy xào thì chết. Một xào ăn đua gì? Đâu còn cấy mấy xào đây. Bây giờ bỏ rồi. Bỏ đi, em bỏ ngay đi. Láo nữa. Về phát bỏ nhà chợ, bỏ các kiểu luôn. Về cái phát bỏ luôn, cấy cấy thôi nhị. Thế là, nói chung là em không biết về mấy kiểu đồng áng ở đây đâu. Vườn tược ở đâu. Đúng rồi, thì hai chị em lấy em về đây. Huy với cả ba là chuẩn luôn á. Nhà ba cũng bỏ chắc phải lâu lắm rồi. Thằng ba nhà ba nó không cấy được lâu lắm rồi. Đuôi gà biết không bao giờ. Nguyên bây giờ vẫn đi cấy á. Cấy hai xào. Vẫn cấy. Lấy đâu ăn. Khi mà khi mà cái nương mà với cả ba nói chuyện về cấy. Em được, không biết nào. Bỏ rồi. Nói chuyện. Ngày xưa thì cấy. Thà đi làm ấy, một hôm. Thà đi làm một hôm thì mua gạo ăn tẹt. Cấy mệt người. Đi làm một tháng mà mua gạo ăn cả năm không hết. Đúng là nếu làm một tháng thì cả năm. Đúng rồi. Nói thế thôi chứ. Không phải ý là cấy cũng bây giờ có lãi đâu. Nếu mà cấy của mình có lãi đâu. Nếu mà cụ lúa mà trừ tất cả đi nữa. Đúng rồi. Em hoa lắm mày. Nếu mà giả dụ thuận như con hoa, còn không có thì còn lỗ không ạ? Nếu mà xong rồi này, nếu mà đi thuê hết à, còn lỗ. Ngọc Say nó bảo là nhà nó bảo mẹ nó bảo lãi hôm cái gì nữa, ngồi đâu nó bảo trăm triệu, nó bảo lãi trăm triệu. Nó bảo mấy mẫu đây, hôm ấy nó bảo đấy. Bao nhiêu thằng bảo bà tan bên chồng chồng chú bà quanh năm ngày tháng cấy mấy mẫu bà bảo một vụ bà bỏ ra. Còn bà bán đi. Ồ, chắc gì anh em đây ở nhà, ở dưới mà ở chỗ nào cũng biết nữa, ở đang đừng cấy là lỗ. Còn ở nơi khác thì anh không biết. Cấy ở bên này chị anh khoan đấy chuột, anh biết không? Ăn này, ốc toàn ăn này. Toàn chắc là chúng cấy đây mà mấy sao, 400 sao ở nhà rồi. Bà ngoại anh em đây cấy xong là ôi dồi ôi mệt mỏi lắm, nó làm cũng được bao nhiêu. Ăn được bao nhiêu thế, tính lên được bà. Chỗ này là cái gì đây à chú ơi? Bên kia là đúng. Ông ý là lúc nào chú đón là chú đón ở đâu ạ? Bên kia. Dạ. Vâng ạ. Sau khi quý vị và các bạn đi qua Hàng Vân thì địa điểm dừng chân tiếp theo ở cái tuyến Tràng An số 3 này là đền Suối Tiên. Nơi đây thờ Thánh Quý Minh Đại Vương phu nhân. Và vào hàng năm dịp đầu xuân ý, thì người dân sẽ mở hội Thánh Quý Minh Đại Vương rước kiệu trên sông, trăm thuyền nối đuôi. Và nếu như may mắn thì chúng ta sẽ đến đúng cái dịp lễ hội được tổ chức. Thần Quý Minh hay là Quý Minh Đại Vương là tên gọi của một vị thần trong truyền thuyết Việt Nam. Theo tín ngưỡng của Việt Nam thì gồm có Sơn Tinh, thần Cao Sơn và thần Quý Minh, thường được là hậu duệ của Lạc Long Quân, Âu Cơ, tức là em của vua Hùng Vương hoặc là tướng quân của Hùng Vương thứ 18. Tuy nhiên, khác với hai vị thần núi được thờ ở những vùng núi cao thì thần Quý Minh thường được coi là vị thổ thần, thủy thần và được thờ phụng ở những vùng trũng hoặc đồng bằng. Về truyền thuyết cũng giống như các truyền thuyết về thần Cao Sơn, thần tích nguồn gốc thần Quý Minh ở các đền thờ thì có nhiều dị bản khác nhau. Ví dụ như là ở dị bản xứ Kinh Bắc thì thần Cao Sơn và thần Quý Minh thì được thờ theo Sơn Tinh, theo thần tích là Ngâm Mạc Gia Bình Bắc Linh. Ở đời Hùng Vương thứ 18 có hai vợ chồng người Hồng Châu đến chùa Thiên Thai cầu tự. Từ đấy sinh ra một bọc hai con trai đặt tên là Cao Sơn và Quý Minh. Khi Hùng Duệ Vương cho tìm người tài, cả hai để bèn đến chầu vua phong cho làm đô chỉ huy sứ tướng quân thục phán An Dương Vương giới quân. Vua sai hai người đem quân đi bình giặc và hai người cùng đem quân đến núi Sóc Sơn đạo Kinh Bắc mới đánh một trận giặc thục thua chạy. Vua ban cho ngài thực ấp ở đạo Kinh Bắc và ngài về chú đóng ở quân. Rồi sau đó là vào ngày 12 tháng 11. Còn theo truyền thuyết ở vùng văn hóa xứ Đông như Hải Phòng, Hải Dương
thì thần Quý Minh lại là một vị thủy thần cai quản vùng sông nước, là người đã giúp Sơn Tinh đánh dẹp Thủy Tinh. Thần Quý Minh được coi như là một biểu tượng của sự chiến thắng giặc nước cũng như là các thế lực cuồng phong của thiên nhiên, vùng dân chúng. Ở vùng xứ Đoài thì các thần tích cho biết là thần Quý Minh và Cao Sơn là em họ của Sơn Tinh. Để còn theo truyền thuyết dân gian của xứ Sơn Nam, tức là tại cái đất Linh Bình, thì Đức Thánh Quý Minh Đại Vương là một vị thủy thần, là người có công trấn giữ vùng chiêm trũng ải Sơn Nam, trấn Nam Hoa Nư Tứ Trấn, bảo vệ đất nước thời vua Hùng, Hùng Duệ Vương, tức là vua Hùng thứ 18, người là một trong thượng đẳng thần, được các nhà vua qua nhiều triều đại ban sắc phong, được nhân dân khắp xứ này thờ phụng. Đền chính được vua Đinh Tiên Hoàng cho xây dựng tại thành Tràng An ở cố đô Hoa Lư, sau vua Trần Thái Tông cho xây dựng lại về quy mô như ngày xưa. Xung quanh khu vực này có nhiều đền thờ Quý Minh Đại Vương như đền Dưỡng Khê, đền Quý Minh Đại Vương, đền Đô, đền chùa Phú Nhai ở xã Linh Thất, đền Sạt và đình Hoàng Sơn ở phường Ninh Tiến, đền Phúc Khánh, vân vân, ở phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình. Trên thực tế thì Cao Sơn Quý Minh Thần được các thần tích ghi chép lại, được truyền thuyết hóa rất là nhiều ở nhiều nơi khác nhau, được ghi chép dưới dạng thần tích theo kết cấu hoàn chỉnh sự ra đời của chiến công hóa thân của các vị thần, cũng như là phù trợ báo mộng cho các người dân, cũng như tướng lĩnh đánh giặc ngoại xâm. Hello. Chào bạn Tuấn nha. Hello anh em nha. Hôm nay anh em bọn tôi đi du xuân. Du xuân ở đâu? Bài Đinh Tràng An. Ok. Chúc mọi người một năm mới thật nhiều sức khỏe. Ok, cảm ơn bạn. Săn nước. À, người mẫu. Đấy, cameraman chuyên nghiệp. Sao đấy? Chân nào đẹp? Chân nào cho lên đẹp? Chân nào cho lên đẹp đây? Góc này nhá. Nhìn đây em ơi. Em ơi, anh đây. Người nhá. Nhiều dáng đúng không? Xem nào. Anh gọi lại người gọi đi. Em vừa tắt đấy. Mẹ. Chị chùa.
Dã man. Đây rồi. Lấy cái áo đó. Áo dài của tao chụp. Đây. Mày tác nghiệp kiểu gì đấy? Đây nhá, lấy ngay cả một cái view và có cả núi nhá. Dáng gì đẹp rồi. Báo báo. Thank you.
Đây, được đây. Được sang kia bạn ơi. Bạn tìm rồi anh ấy. Lấy hết ảnh nhá. Mang ấy ấy kia. Đây đây họp họ bàn chính sự này. Tớ sẽ chụp cho các bạn kiểu như là cao. Đứng hết pin rồi. Ra kia chứ. Thôi được rồi. Ngồi như này à? Đấy, nhìn vào kia kìa. Đi ra. Quan hệ gì với mày? Đi ra bên kia. Tí lực cho vào. 1 2 3 1 1 2 3 5 đúng không? 5 đúng không? 5 đúng không? Đây, đang quay đây. Đưa bảo nước, nước, nước chung quanh. Ai từ 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 từ. Chú cho ta một kiểu. Anh em uống tạo nước suối đấy. Hello, hello.
Hello. Con cái bíp nhá, không được không những kinh nhá. Móc kìa, móc kìa. Thế cẩn thận nhá, không gì đâu. Chú ơi, không cào. Không cào được. Thoải mái, móc thoải mái. To như kia cơ mà. Thế thấp xuống em ơi. Anh Yến ơi, bỏ cái điện thoại đi không thông quan đi. Không, nhưng mà trông nhảy. Đây này, tôi nói ông này, ăn thịt gà nhắm vào, thay thế nữa này. Mẹ ăn mua đâu cái thằng ăn. Tận thất rồi. Sáng đi ăn được bát phở, vào đến kia mà mất thành 3 bát đâu ạ. Đấy, chết dở. Cho thuốc bổ uống không dám uống. Có, yên tâm. À, vớt ở rác à? Bên kia vừa chuyển cho mình nó làm mình nhận thì nhưng mà nó bị delay thì là phải vài phút thôi. Anh thì chưa bị như thế bao giờ, chỉ tầm khoảng 5 phút mà nào lâu nhất em chỉ bị tầm từ giờ đến chiều em nhận được.
Chúng ta đang có mặt trong hang đại dài 200m. Thì giống như là tên của hang thì lòng hang khá là rộng và thông thoáng. Sau đi vượt qua chiếc hang đại này thì chúng ta sẽ nhìn thấy hành cung Vũ Lâm ở cái tràng An tuyến số 3. Trước mặt quý vị và các bạn là hành cung Vũ Lâm, là một căn cứ quân sự của nhà Trần, nằm trong vùng lõi của quần thể danh thắng Tràng An. Đây từng là nơi các vua thời đầu nhà Trần lập căn cứ địa để củng cố lực lượng phản công, giải phóng Đại Việt trong cuộc kháng chiến đánh tan quân xâm lược Nguyên Mông lần thứ 2, lần thứ 3. Nơi đây còn gắn liền với sự kiện các vua nhà Trần xuất gia tu hành, em mở mang Phật giáo. Khu vực hành cung này thì sẽ là hành trình tham quan các điểm tâm linh và đi qua các cái ngôi đền ở đảo Công. Sau đó chúng ta sẽ quay trở lại cái bến xuất phát. Ông bà, cô dì, chú bác và anh chị em cùng các bạn hãy cùng với Thành Được khám phá cái hành cung Vũ Lâm, một trong điểm dừng chân tại danh thắng quần thể Tràng An, nơi thờ các vị vua nhà Trần. Thôi. Đi đâu? Thì ông tưởng là sao? Ông tưởng là thằng khu kia là thằng bác. Kéo đi mà, đớp vậy. Gà bưởi. Vâng vâng. Mày có ăn cái thằng này. Mày ơi. Thank you.
thân này như cái đặt cái đấy thì cái gì nhỉ? Xem đâu.